là tại sao với cương vị mình là một con cái của Chúa mà mình lại sợ hãi và hoang mang trong lúc này, thay vì mình không có cái sự bình an giống như là cha của mình vậy, mặc dù là ông chưa biết Chúa, thì thay vì ngồi đó sợ hãi, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho đất nước của chúng ta. Và để chúng ta thêm phần đức tin và thêm xác quyết trong cậy nơi Chúa, cầu nguyện cho Ngài, thì xin kính mời Hội Thánh chúng ta cùng nhau tuyên đọc lời Chúa ở trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14 và 15. Và xin lắng hãy Hội Thánh chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta sẽ cùng nhau tuyên đọc lời của Chúa. Và ngược bằng dân sở ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ khỏi tai họa. Bây giờ mắt ta sẽ đoá sen, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi này. Chúng ta cùng nhau đọc lại câu 15. Bây giờ mắt ta sẽ đoái xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi này. Thánh ơi, với cương vị là con cái của Chúa, chúng ta nắm quyền điều hành ở trên nước qua cái lời cầu nguyện của chúng ta. Vậy thì chúng ta giờ này chúng ta hãy cùng nhau hiệp lại làm một, chúng ta cầu nguyện cho đất nước của mình. Sure.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong một xã hội. Chúa, chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì ba ngôi Đức Chúa Trời chúng con là đấng hiệp một. Và Chúa ơi, Ngài cũng muốn chúng con có sự hiệp với nhau, đồng một lòng, đồng một ý để cùng thờ phượng Chúa, cũng như cô mang gánh nặng và cầu thai cho dân tộc Việt Nam. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài là đấng đang cầm quyền tể trị trên toàn thể vũ trụ này. Ngài có chương trình, ý định của Ngài cho từng mỗi một quốc gia. Và sáng nay con nói với Chúa rằng, cha ơi, con tin rằng Ngài có một chương trình tốt lành với một ý định tốt lành cho dân tộc Việt Nam. Và nhân danh Chúa Jesus, con công bố rằng mọi sự cướp, giết, hủy diệt của ma quỷ không có quyền trên dân tộc Việt Nam của chúng con. Đất nước này thuộc về Chúa Giêsu, dân tộc này thuộc về Chúa Giêsu. Và con nói với Chúa rằng chúng con đang chờ đợi tới thời điểm mắt chúng con nhìn thấy cả dân tộc này thờ phượng Chúa. Mỗi đầu gối sẽ quỳ và mỗi môi lưỡi sẽ xưng Jesus Christ là vua, là Chúa của đời sống mình mà thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời. Nguyện Ngài cứu chúng con khỏi mọi sự ảnh hưởng, mọi sự tác động của thế giới xung quanh chúng con, để cho tâm trí chúng con, ý tưởng chúng con, suy nghĩ chúng con, tấm lòng chúng con tập chú vào Chúa, nhìn xem Chúa và biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của chúng con, gia đình của chúng con, hội thánh của Chúa và dân tộc của chúng con. Ơi, chúng con tạ ơn Ngài. Chờ chúng con đối với Chúa đồng nguyện sáng nay là một buổi sáng mà hết thảy chúng con ai nấy đều có thể giơ tay lên chạm được Chúa, và chúng con kinh nghiệm Ngài chạm đến mọi đời sống chúng con với sự hiển diện, sự vận hành đầy tươi mới, đầy quyền năng của Thánh Linh Chúa hiển diện nơi đây, vận hành nơi đây, để cả thảy ai nấy cho chúng con đều có thể bởi Thánh Linh của Ngài mà mở mắt mình ra để nhìn xem sự oai nghi vinh hiển cơ thể của Chúa. Cha ơi, chúng con đang sẵn sàng để kinh nghiệm quyền năng của Ngài đụng đến chúng con trong buổi sáng này. Nhưng thì chúng con công bố rằng với sự hiển diện của Chúa sẽ có sự chữa lành cho tâm hồn của chúng con. Với sự hiển diện của Chúa sẽ có sự chữa lành cho thân thể của chúng con. Nhưng thì chúng con công bố rằng mọi sự buồn bực than vãn đều qua đi vì cha ơi, Ngài hiển diện ở đây để tất lên chúng con bằng sự vui mừng của Ngài. Chúng con trao đón Thánh Linh của Chúa, cảm ơn Chúa về sự hiện diện của Ngài. Nguyện mỗi một người trong chúng con buổi sáng nay ở tại đây đều kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, sự vui mừng của Chúa, sự bình an của Chúa, và chúng con nói với nhau rằng quả thật Chúa Đức Chúa Trời chúng con đã thân quyến với Ngài. Chúng con tạ cảm ơn Ngài. Ngài ơi Chúa, con gói đồng hội thánh Chúa, gói đồng dân tộc Việt Nam này và mỗi đời sống chúng con cho sự hiện diện, cho quyền thể trị và năng quyền hành động của Thánh Linh Chúa mềm lòng với nhau trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta rất sướng hãy để không khí ở trong sự tạo phẩm Chúa. Và tôi xin được phép đọc lời của Chúa ở trong Thi Thiên thứ 29. Hãy các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh và thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh và thờ lạy Đức Giê-hô-va. Amen. Chúng ta hãy tiếp tục để thời gian này chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta hãy tiếp tục để thời gian này chúng ta tôn cao Chúa. Vì chỉ có một mình Chúa chúng ta là đấng để chúng ta thờ phượng, để chúng ta ngợi khen. Vì Chúa là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Thật Chúa Ngài đến rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Amen. Chúng ta hãy đến với Chúa, chúng ta hãy đến với Chúa. Amen. Chúa đang tuyệt vời, Chúa chết thay tôi, trong tim tôi vang khúc hát vui. Chúa we
Chúa đang thiên vời, Chúa đang viết tha tội.
Thank you.
dẫn lối con đi. Lòng con luôn chúc tụng vì mọi điều Cha đã làm, mọi vinh quang này thuộc Cha. Chỉ có Chúa đấng con người mãi thờ phượng.
Thank you.
thân hồn con giờ đang chờ mong khát khao. Xin hãy đến giờ đây, nồng chan con hơi cha, lên thang về con này đang chờ mong. Xin hãy đến, xin hãy đến giờ đây. Trước khi chúng ta đến với việc nghe lời của Ngài, hãy để thời gian để công
của sự tha thứ cho nhân loại Việt Nam. Chúng ta nhớ lại trước đây một tháng, tất cả các mạng truyền thông của Việt Nam đã xúc phạm đến Chúa. Và tôi đã đứng đây để chia sẻ rằng sẽ có một ngày dân tộc này sẽ nhận lấy hậu quả vì cớ đã đụng đến hội thánh của Chúa. Vì lời Chúa nói rằng đá vào kim nhỏ thật khốn khó cho người thầy. Và đây là bây giờ mà chúng ta công bố sự tha thứ trên tất cả mọi cái mạng truyền thông của Việt Nam. Cho nên của Chúa sẽ ngày cứu dân tộc này ra khỏi sự của xã và bước đến sự ân điển, tình yêu, sự cứu rỗi ở trong danh Chúa Jesus Christ. Và chúng ta đã bây giờ trong sự của mình.